The Hero Spider-Man xuất hiện lần đầu trong tập truyện Amazing Spider-Man Volume 3 số thứ 9. Đây là phiên bản Ben Reilly của vũ trụ Earth số 94. Tại vũ trụ này, anh không chết dưới tay của Green Goblin, cho nên vẫn tiếp tục làm Spider-Man sau khi Peter Parker mất đi sức mạnh nhện. Khi sự kiện Spider-Verse bắt đầu, anh được Old Man Spider và Spider-Ham chiêu mộ vào nhóm và có cuộc đối đầu với đám House thuộc sở hữu của Verena. Sau trận chiến với Deimos, anh cùng với Kane và Jessica Drew lập nhóm Scarlet Spiders, du hành tới Earth 802 và phát hiện ra việc các Inheritor đang tự nhân bản chính chúng. Không thể tìm ra cách để ngăn chặn sự nhân bản, Ben đã quyết định hy sinh bản thân mình, khiến cho các cơ sở của Genix phát nổ trước sự chứng kiến của những người đồng đội. Và đó là hết một phút ngày hôm nay. Hẹn anh em trong video tiếp theo. Mãi cháy!